Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến kênh YouTube Ngọc Family Channel và đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Em xin mến chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha đại gia đình. Thì trời nó hơi nắng cho nên là em cũng cố gắng em ngồi em kể cho quý vị nghe, miễn sao cái nào nó cần sáng thì nó sáng, cái nào nó tối thì nó tối lại. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đến với cái kênh YouTube kể chuyện của em. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi đến cho đại gia đình của mình một câu chuyện có một cái tiêu đề khá là hấp dẫn. Anh bạn thân xin ngủ nhờ một đêm không ngờ lụm luôn, chịu đời sao thấu. Thì đời mà không thể nào biết trước được, cuộc sống mà muôn màu muôn mẻ muôn vẻ, cho nên là không biết được chữ ngờ ha. Đó, tin tưởng bạn thân ai dè nó lụm luôn. Thì câu chuyện như thế nào mà lại có cái tiêu đề thú vị thì em mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện ngắn của em ha. Thì có một cái hai cái anh chàng này coi như là thân nhau dữ lắm luôn, là chơi với nhau là coi như là thân như là anh em ruột thịt vậy đó, tin tưởng nhau tuyệt đối luôn, mà đi kháng chiến chiến trường chung với nhau, rồi tới khi mà giải phóng ra rồi thì hai cái anh bộ đội này á là coi như là nhà nước cấp cho mỗi người căn nhà, người thì ở hai người thì là hai cái dân tộc khác nhau, một anh thì là người Kinh, một anh thì là người dân tộc. Cho nên là khi mà giải phóng xong rồi đó thì cái anh người Kinh với anh người dân tộc này thì mỗi người một nơi khác nhau, nhà nước cấp cho mỗi người căn nhà và mỗi người một cô vợ. Cô vợ nào, cô vợ mình lựa cô nào này thì nhà nước cấp cho gạ, giống như là làm một cái đám cưới đó, thì xong xuôi thì cũng có vợ rồi, hai vợ chồng sống với nhau cho nó hạnh phúc vậy đó. Thì một ngày nọ thì giải phóng cũng khá là lâu rồi, thì cái anh người Kinh này nè đó, ảnh mới tìm đến cái nhà của anh người cái anh dân tộc á, mới đi từ ở trên miền núi đó đi xuống dưới nhà anh người Kinh để mà thăm, thăm như là bạn bè chí cốt, thăm để nhậu vài ly rượu, vài miếng mồi để cho nó ấm áp tình cảm vậy đó, nhớ bạn thân quá, nhớ quá rồi thì muốn gặp nhau. Thì cái anh người dân tộc này mới đi đến cái nhà anh người Kinh. Thì anh người Kinh này cũng có một cô vợ rất là đẹp luôn, nước da trắng nõn nà. Thì anh người dân tộc á, thì cũng rất là hiền lành chất phác ha. Thì gặp lại bạn thì rất là mừng. Trời ơi, mà rồng đến nhà tôm, trời ơi sao mà lâu lắm rồi tao mới gặp mày nha. Trời, hai người gặp nhau mừng lắm, mừng luôn. Thì cũng đãi bạn vài ly rượu đế này nọ kia, mồi gà nướng này nọ, cũng ấm áp tình cảm dữ lắm. Thì không ngờ là bữa đó đó là cái anh người Kinh này, anh nói trời mày tới mà mày không có nói trước, tao đâu có biết đâu, bữa nay tao có công việc đột xuất, tao phải đi công tác lên thành phố đó, cũng ngày mai tao mới về, tối nay thì trời cũng tối rồi, thôi mày cứ ngủ nhà của tao đi, mà nhà của tao thì nhà nước cấp có một cái giường thôi à, thì mày cứ như bạn bè thì tao tin tưởng mày không có làm gì vợ tao đâu, cho nên là tao nghĩ là mày lên giường mày ngủ chung với vợ tao đi. Đó thì giờ có một cái giường thôi, mà mày đi về trên núi thì xa lắm, cho nên cứ ngủ lại đây đi. Thì anh chàng người Kinh này tin tưởng cái anh chàng người dân tộc, nghĩ là nó không có làm gì vợ mình đâu, bạn bè chơi thân mà không lẽ nó làm vậy. Cho nên là cái anh chàng người Kinh này mới đi. Thì anh chàng người dân tộc nói ừ thì thôi để tao coi nhà giùm mày, cho mày cứ đi công việc của mày đi rồi ngày mai mày về. Thì tối hôm đó đó thì cái anh chàng người dân tộc này thì leo lên giường ngủ chung với lại cái cô vợ của anh chàng người Kinh này luôn. Nhưng mà do là tình cảm anh em mà ai mà làm chuyện vậy, cho nên là cái anh chàng người dân tộc này rất là đàng hoàng tử tế, hai người nằm ngủ gần nhau mà ông nội ơi, ông không có làm gì hết trơn á, ông cứ ngồi ông kể cho cái cô vợ này nghe, cô vợ của anh chàng người Kinh á nghe lúc mà hai người còn kháng chiến với nhau, rồi anh em giàu sinh ra tử ra làm sao, rồi những cái chuyện vui buồn trong lúc chiến trường này nọ kia cũng kể, tao nói sáng đêm luôn. Đó thì cũng kể rồi vui cười lắm, rồi sau đó mới ngủ. Thì ngủ không có làm gì nhau hết nha. Thì sáng mai thì anh chàng người Kinh này về thì cái anh chàng người dân tộc mới nói thôi vậy giờ tao cũng đi về, chuyện nhà tao còn cũng nhiều chuyện lắm, thôi tao đi về nha, mai mốt mình có cơ hội thì mình sẽ gặp lại nhau, mày tới nhà tao mày chơi, rủ anh chàng người Kinh lên nhà mình chơi cho địa chỉ nhà này nọ kia. Thì anh chàng người Kinh mới nói cô vợ lúc mà đợi anh chàng người dân tộc này đi thì mới hỏi chứ ủa hồi tối nó ngủ chung với em mà nó có làm gì em không, hai người làm gì. Thì anh chàng người Kinh cũng không tin thằng bạn mình. Thì cái cô vợ mới nói em với anh đó hả đâu có làm gì đâu, ảnh kể cho em nghe lúc mà anh ở trong chiến trường, anh với ảnh á thân thiết với nhau, giàu sinh ra tử, vui buồn có nhau như thế nào thì ảnh kể hết trơn à, cho em nghe. Thì cái anh chàng người Kinh nói bởi vì tình bạn, bởi vì anh tin nó cho nên anh mới để cho nó ở nhà ngủ đó. Đó thì thông xong xuôi thì một khoảng thời gian sau đó, cái anh chàng người Kinh này nè, ảnh cũng mon men, ảnh đi đến nhà anh chàng người dân tộc để mà thăm, để chơi đó. Thì nó thăm nhà mình thì mình phải lệnh mình thăm nhà nó chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau. Thế là cái anh chàng người Kinh này mới đi đến nhà anh chàng người dân tộc ở trên núi đó. Thì anh chàng người dân tộc thì nó có một cô vợ rất là đẹp nha. Cô vợ thôi bốc lửa số đo bao vòng cực chuẩn luôn, ngọt nước đàng hoàng. Thành thử ra là cái anh chàng người Kinh này đến nhà người ta, vừa nhìn thấy vợ người ta thì ảnh giật mình, nói trời sao đẹp dữ, gái dân tộc đẹp quá. Thì sau gặp nhau thì cũng mừng lắm, trời ôm nhau mừng ôi. Rồi đãi rượu này nọ kia, anh chàng người dân tộc cũng đãi nhiều cái món mồi thịt dê nướng, bò rừng này nọ kia, rồi cũng ăn uống no say. Nhưng chẳng may á, là cái anh chàng người dân tộc này bữa nay mới nói trời sao mày đến nhà tao mày không nói trước, thành thử ra bữa nay ta cũng có công chuyện, ta phải đi công tác, khoảng chừng ngày mai tao về, mà tối nay á, cũng là một sự trùng hợp luôn. Thành thử ra là ngôi nhà thì không có gì hết, chỉ có một cái giường thôi, hai chồng ngủ thôi, không mấy mày ngủ đây nhà tao đi. Anh chàng người Kinh này nghe vậy cũng như là thấy cũng kỳ, nhưng mà thôi cũng kệ đi đó. Thì thử ra là mày cứ ngủ nhà tao đi, mày lên giường ngủ chung vợ tao đi, tao tin tưởng mày mà, chắc mày không có làm chuyện sau lưng tao đâu ha. Thì cái anh chàng Kinh nói tao đâu làm gì đâu trời, vợ tao với mày là anh em mà, ai làm chuyện vậy. Thì xong mày cứ tin tưởng tao đi, mày cứ đi làm đi nghe không, rồi ngày mai mày về để tao ở nhà tao coi nhà giùm cho. Thì tối hôm đó thì cái cô vợ của cái anh chàng người dân tộc mình là rất là đẹp đó. Thì anh chàng người Kinh này nè cũng để ý thấy nhỏ này sao nó đẹp quá, đẹp như làm như nó đẹp hơn vợ mình luôn. Thì tối mà tao nói đàn ông với phụ nữ mà nằm gần nhau nữa, cái anh chàng người Kinh này thì cũng nằm vậy, có cô vợ của anh chàng người dân tộc nằm kế bên gì nè. Với lại là con gái người dân tộc nó tắm bằng cái xà bông gì mà sao thơm quá. Thì cái anh chàng người Kinh này nè, ảnh nằm kế bên cái cô vợ này của anh này thì đẹp quá đi. Mà cái cô này thì cổ đâu có biết cái gì, nghĩ là chồng mình cho cái thằng này nó ngủ chung với mình thì chắc là cho hết, cứ muốn làm gì làm rồi nó mới cho ngủ chung gì nè. Đó thì cái cô gái người dân tộc này thì khờ lắm, đẹp mà ngây thơ, nó đâu biết gì. Còn ông nội người Kinh này nè thì ổng cũng như là mỡ mà treo miệng mèo vậy đó, không lẽ cắm treo mà để heo nhịn thèm. Cho nên ổng nằm kế bên, cái ông lăn qua lăn lại, ông khó ngủ quá, cái ông quay qua ông nhào, ông làm ta luôn. Ông làm luôn. Thì cái cô này á, cổ vợ của anh chàng người dân tộc này thì cũng để im cho nó làm. Nó làm một cái xong rồi cái cô này cổ thấy cứ tiếng làm cái vậy đó. Thì tại vì lâu lâu được một bữa mà không lẽ giờ mình ngần, anh chàng người dân tộc thì cũng tin tưởng cái anh này, mà về cái anh chàng người Kinh này thì quá trời quá đất luôn. Đó, cứ chịu đời sao thấu thiệt chứ, làm cái làm hoài vậy đó. Khỉ ông làm tới sáng luôn, đêm mà ông làm tới sáng luôn, không cho cái cô người dân tộc ngủ luôn. Là lâu được một bữa mà biết chừng nào mới có cơ hội, đó nên nhào vô quất. Đó. Thì cái cô này cũng nghĩ là chồng mình cũng cho rồi, mới cho nó ngủ chung với mình là cho phép rồi. Thì sáng mai thì không ngờ là anh chàng người dân tộc này coi như là xong công chuyện, ảnh mới về, ảnh mới nói thôi vậy hồi tối hai người ngủ ngon không. Thì cái cô vợ mới nói ngon gì mà ngon, cái anh chàng bạn thân của anh người Kinh này nè, ảnh đâu có cho em ngủ đâu. Thì cái anh chàng người dân tộc nói ủa sao kỳ vậy, sao không cho vợ tao ngủ. Cái anh chàng người Kinh á, ảnh mắc cỡ, anh làm vậy nè, ảnh mắc cỡ, anh che mặt ảnh luôn. Trời ơi, đêm sáng ngày mà anh làm hoài lê lệ luôn, để ta ngủ vậy hết trơn á. Thì cô vợ này cổ mới khai ra, tại cổ cũng như cổ mệt mỏi thế rồi, cổ không biết tâm sự cùng ai hết. Thì cổ mới nói chứ cái anh này ảnh mạnh quá trời luôn à. Thì em nghĩ đi, đêm cứ tiếng làm lần, tiếng làm cái gì đó, làm hoài vậy em đâu có ngủ nghe được đâu. Em tưởng anh cho ảnh ngủ chung với em thì anh cho hết, thành thử ra em cũng để anh làm, đâu có dám hó hé gì đâu. Thì anh chàng người dân tộc mới sùng máu lên, mới quay qua, tại sao tao tin tưởng mày, tao cho mày ngủ chung với vợ tao mà mày làm vậy hả mày. Mày thỉ đi, mày nghĩ đi, lúc trước tao qua nhà mày tao có làm gì vợ mày chưa, mà mày qua đây mày làm vợ tao, tùm lum tùm la vậy hả, mày coi vậy coi được không. Thì cái anh chàng người Kinh này, tao nói xấu hổ quá, đâu có dám nhìn mặt bạn mình đâu, là coi như cúi cái mặt đi vậy nè, ảnh che mặt ảnh đi luôn, coi như đi chịu đấm mặn soi. Quá trời quá đất luôn anh chàng người Kinh ha. Bởi vì từ đó về sau cái người Kinh với người dân tộc á ít khi nào thân thiết với nhau được. chắc là do cái tiểu sử này nè. Cái anh chàng dân tộc Suma Khía, anh chàng người Kinh Suma Khía là đâu có nhịn được đó, cắm treo mà để em nhịn tèm sao được. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là ngắn và thú vị, mang tính chất kể chuyện Tiếu Lâm. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện ngắn ngắn của em nha. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.